Bảo Ngọc xin kính chào quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến chào các em. Trong chương trình truyện cổ tích hôm nay, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tên Sự tích trầu cau. Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lan là hai anh em ruột, đặc biệt dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng, đã từng được vua Hùng triệu về Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó, gia đình ấy lấy tiếng Cao làm tên họ. Hai anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời. Cả anh lẫn em quyến luyến nhau không chịu rời nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì Lan không chịu ở nhà một mình. Chàng cũng cố xin cùng được học với anh một thể. Nhà họ Lưu có một cô con gái cũng cùng lứa tuổi với họ. Để tìm hiểu người nào là anh, người nào là em, một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Nàng lẩm bẩm, à, ra anh chàng vui tính kia là anh. Từ đó, giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người mỗi ngày mỗi khăng khít. Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu vui lòng gả con cho Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới. Có Lan ở chung với họ. Từ ngày lấy vợ, Tân tuy vẫn chiều chuộng em, nhưng không âu yếm em như trước nữa. Trước kia, Lan thường được anh chăm sóc, nhưng bây giờ thì chàng có nhiều ngày cô đơn. Lan nhận thấy nhiều khi Tân muốn lánh mình. Phải rồi, anh ấy mê vợ quên Lan. Trong lòng Lan đầy chán nản buồn bực. Một hôm, Lan và Tân cùng lên nương đến tối mịt mới về. Lan về trước, chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ Tân từ trong buồng chạy ra ôm chầm lấy mình. Lan kêu lên, cái nhầm của chị dâu làm cho cả hai người cùng ngượng nghịu xấu hổ. Giữa lúc đó thì Tân bước vào nhà. Từ đây, Lan lại được biết thêm một tính tình mới của anh. Tân ghen em, cái ghen làm tăng thêm sự hững hờ của Tân đối với chàng. Lan vừa giận vừa thẹn, chàng muốn bỏ nhà ra đi, cho bỏ ghét. Một hôm trời mới mờ sáng, Lan quyết định khởi hành. Chàng cứ theo con đường mòn đi mãi, trong lòng đầy bực bội oán trách. Đi luôn mấy ngày đường, Lan tới bờ một con sông lớn, thấy nước chảy xiết, chàng lấy làm ngại ngùng. Xung quanh không nghe qua một tiếng gà gáy, chó sủa. Nhưng Lan quyết định không chịu trở lại. Lan ngồi cúi gục trên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở. Sáng hôm sau, ở Lan chỉ còn là một cái xác không hồn, chàng đã hóa ra đá. Tân thấy mất hút em, thoạt đầu không để ý. Mãi sau vẫn không thấy em về, Tân bổ đi tìm các nhà quen, nhưng cũng không thấy tâm dạng. Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về.
Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Sau mấy ngày, chàng đã đến bờ một con sông rộng. Tân đi men dọc sông, cuối cùng thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi, cho đến lúc chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi. Tân chết và hóa thành một cây, thân mọc thẳng lên trời, bên cạnh tảng đá. Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng cuối cùng, con sông nọ cũng ngăn cản bước chân của nàng. Người đàn bà ấy ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nước mắt. Và sau đó, nàng cũng chết, hóa thành một cây, dây quấn quanh lấy cây kia. Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu anh em Hòa Thuận, vợ chồng Tiết Nghĩa. Về sau, một năm nọ, trời làm hạn hán rất dữ, mọi cây cỏ đều khô héo cả. Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt, mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó, khi đi qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ, cây lạ. Miếu này thờ vị thần nào? Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ. Để trả lời câu hỏi của vua, lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hùng Vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo lên đá, nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn vua sai một người trèo cây hái quả xuống nếm thử. Vị chát không có gì lạ, nhưng khi nhai nó với lá cây dây, thì một vị hay hay là lạ đến ở đầu lưỡi. Nó vừa ngọt ngọt, vừa thơm cay. Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên, trời ơi, máu! Mọi người giãn ra kinh ngạc, thì ra những bãi nước nhai quả và lá của hai thứ cây đó, một khi nhổ xuống đá, bỗng đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau, thì tự nhiên người ta thấy nóng bừng như có hơi men. Môi đỏ tươi, sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo, thật là linh dị, đúng là họ rồi. Tình yêu của họ thật là nồng nàn thắm đỏ. Từ đó, vua Hùng ra lệnh cho mỗi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây ấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món trầu, cau và vôi cho mọi người nhai nhai, nhổ nhổ một tí để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạc. Vì thế, từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu cau và têm vào một tí vôi. Tiếp theo là một câu chuyện cổ tích thế giới, nàng công chúa tai lừa, nghe thật hấp dẫn quá phải không các em? Ngày xưa có chàng trai nọ, chàng có một chiếc túi thần kỳ, ước gì được nấy. Ngày kia chàng lưu lạc tới kinh đô, gặp lúc công chúa nước này đang mở cuộc thi đấu cờ để chọn chồng. Chàng xin vào thi đấu. Chàng xin thi đấu chẳng qua là muốn được ngắm sắc đẹp của công chúa mà thôi. Vì thế mà anh chàng thua cuộc nhanh chóng, phải nộp 1.000 đồng vàng. Chàng thản nhiên lấy túi thần ra, lấy tiền nộp đủ số. Khi biết đó là một cái túi thần, công chúa nổi lòng tham, liền đoạt lấy ngay và sai lính xông tới tống cổ chàng trai ấy ra khỏi hoàng cung ngay tức khắc. Thế là anh chàng trở nên khốn khổ, không có một xu dính túi, chẳng biết phải sống ra sao đây.
chàng ngồi khóc bên bìa rừng vắng. Bỗng có một cô tiên hiện ra, hứa giúp anh lấy lại vật báu. Cô tiên đưa một giỏ táo chín đỏ và dặn dò cẩn thận. Anh chàng liền giả ra một người bán dạo, đi tới trước cửa hoàng cung, rao to. Công chúa vốn rất thích ăn táo nên gọi đến. Thấy giỏ táo chín đỏ mọng, nàng liền mua hết cả giỏ. Công chúa đem giỏ táo về phòng ăn hết sạch. Vừa ăn xong, nàng bỗng thấy hai tay ngứa ngáy lạ thường, liền bước tới gương soi. Nàng bỗng kinh hoàng, kêu thét lên khi nhìn thấy hai tay mình dài ra như tay lừa. Tất cả các lương y giỏi nhất nước đều được gọi tới chữa căn bệnh kỳ lạ cho công chúa, nhưng họ đều bó tay. Lúc bấy giờ, chàng trai mới xin vào chữa bệnh cho công chúa, với điều kiện phải trả lại cái túi thần. Công chúa đồng ý ngay. Lấy lại cái túi thần xong, chàng trai mới đưa ra hai quả táo xanh, chỉ cho công chúa ăn một trái. Công chúa vui mừng khi thấy hai tay mình đã ngắn đi một nửa. Nàng vội van xin anh đưa quả táo còn lại và hứa sẽ làm vợ anh. Chàng trai cười nói, tôi không thèm lấy một người tham lam gian xảo, chỉ khi nào cô thực sự biết ăn năn hối lỗi, tôi mới đưa tiếp quả táo còn lại. Công chúa nổi giận, thét gọi lính bắt lấy chàng trai, nhưng anh nhờ có chiếc túi thần nên thoát đi mất. Thế là nàng công chúa tham lam ấy chỉ còn biết ôm mặt mà khóc, chẳng biết nàng có thay đổi được không. Chỉ biết là nàng vẫn mang hai cái tai lừa ấy cho đến tận ngày nay đó các bạn ạ. Bảo Ngọc vừa mời quý vị và các em cùng nghe các câu chuyện cổ tích Việt Nam và thế giới qua sự tìm hiểu về tục ăn trầu trong sự tích trầu cau và câu chuyện công chúa tai lừa. Xin chào tạm biệt quý vị và các em. Chúc quý vị và các em một ngày thật tươi vui.